Trung Quốc nỗ lực bảo vệ các địa điểm khảo cổ tại Biển Đông có tranh chấp giữa các kế hoạch yêu cầu UNESCO công nhận con đường tơ lụa hàng hải ở đây là di sản văn hóa thế giới. Tân Hoa Xã loan tin thành phố Tam Sa do Trung Quốc lập nên để quản lý hành chính các quần đảo bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đầu năm nay đã có các chương trình bảo tồn tại các đảo Hữu Nhật và Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa. Giới chức tỉnh Hải Nam cho hay là trong 2 năm tới, Trung Quốc sẽ cho khai quật khảo cổ xác tàu đắm xung quanh đảo Hoàng Sa và quang ảnh thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc khảo cứu xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa và hiện đang mở rộng về hướng Nam tới quần đảo Trường Sa. Cả hai quần đảo này được quốc tế xem là các khu vực đang có tranh chấp. Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Điểm này có thể khiến cho đơn xin công nhận di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc tại đây khó có thể được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc phê chuẩn.